Kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu Giá Rẻ Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý anh chị ha. Thì đối diện em đây là có một cái resort nhà vườn cực kỳ lớn nha quý anh chị. À, đây ha. Thì hôm nay em có sản phẩm hai mặt tiền nha. Ngang là 15m. Đó nha quý anh chị. Đó, sau là một cạnh 12, một cạnh 15, tổng diện tích là hơn 200 m² ha. Đó, để em quay ra sau cho quý anh chị xem. Đây là mặt trước nha quý anh chị. Đó, thì anh chị cũng có thể thấy là đây đối diện là nhà vườn. Đó, cao cấp hết ha. Đó, đây là mình là đường nhà thông đây nha quý anh chị. Đó, đường này là đường thông luôn ha. Đó, em quay ra sơ phía sau cho quý anh chị xem. Đó, chưa đến 1 tỷ nha quý anh chị, giá chỉ có 650 triệu thôi ha. Đó, là anh chị sở hữu ngay một miếng đất đây nha quý anh chị. Đó, đây mặt tiền phía sau nữa nè. Đó, đây có một tiền nữa ha. Đó, từ vị trí này nè. À, đây ha. À, đây từ đây à, qua đây là ngang 15m quý nhà. À, 15m nha quý anh chị. À, thẳng lại kia à, tới đây nè. À, thẳng lại đằng kia ha. À, đất mình là cao ráo bằng phẳng vuông vức hết nha quý anh chị. Đường này là cũng thông vào khu dân cư hết ha. À, khu dân cư bên này cũng nhà luôn nè, nhà cửa đây luôn hết ha. À, bên kia cũng có nhà luôn, đây cũng có nhà luôn. À, giá chỉ có 650 triệu thôi. Đó, những cái này là em nói lại là đất còn đất lúa nha quý anh chị. À, nhưng mà ở đây là anh chị cũng có thể là chuyển đổi được ha, tại vì nằm trong khu dân cư rồi. À, giá chỉ có 650 triệu. À, hướng này đi ra biển nè, đi ra biển khoảng độ tầm 4 km là tới biển Phước Hải nha quý anh chị. À, rồi. À, ở đây là điểm đọc sách miễn phí nè. À, à, đây quý anh chị ha. À, à, đường nhựa thông thương hết nha quý anh chị. À, đây đất mình nằm đây quý anh chị ha. Đây này. Rồi em quay sơ cái sổ cho quý anh chị xem ha. À, đây là cái quy hoạch quý anh chị ha. Thì anh chị có thể thấy là xung quanh là phủ hồng hết nha quý anh chị. À, mình là chỉ là trong là quy hoạch cây lâu năm nhưng mà xung quanh anh chị thấy không? Hồng hết luôn ha. 217 m² nha quý anh chị. Đó, cái này là sổ hồng riêng sang tên công chứng là trong một nốt nhạc nha quý anh chị. Đó, anh chị thấy không, xung quanh hồng hết thì mình chỉ có góc chỗ này là cây lâu năm thôi, thì vài bữa nữa là cũng là hồng luôn nha quý anh chị. Đó. Là cái vị trí chấm đỏ là vị trí của mình nha quý anh chị đây ha. Đó, thì anh chị cũng có thấy là sát tỉnh lộ 4A đây nha quý anh chị, sát đường Võ Thị Sáu nè, cách khoảng độ tầm 400 m ha. 400 m là tới Võ Thị Sáu rồi nha quý anh chị. Đó, mình từ vị trí này anh chị đi về thị trấn Đất Đỏ đi khoảng độ tầm hơn 2 km là đến ha. Rồi cách cái biển Phước Hải nè. Đó, biển Phước Hải là khoảng độ tầm đi là chưa tới khoảng độ tầm chưa tới 4 km nha quý anh chị. Đó, chưa tới 4 km là tới biển Phước Hải rồi. Đó, đi ra biển chưa tới 5 phút quý anh chị ha. Rồi từ vị trí mình anh chị về Hồ Tràm nè, Phước Thuận Hồ Tràm đi khoảng độ tầm 15 km ha. À, rồi cách thành phố Vũng Tàu khoảng độ tầm 20-25 km nha quý anh chị. À, là anh chị đi đường ven biển ha. À, rồi anh chị nào mà thích cái lô đất này thì liên hệ cho em nha. À, đây à, gần bệnh viện, trường học, ủy ban, sát trung tâm thị trấn Đất Đỏ luôn quý vị ha. À, sát thành phố Bà Rịa cũng khoảng độ tầm 15-17 km là tới thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Đó. Rồi ở đây là sát mấy cái view đồng luôn quý anh chị ha, xung quanh là view đồng nên là cực kỳ mát mẻ luôn, nằm trong khu dân cư đông đúc. Đó. Đó. Này là anh chị mà làm nhà vườn nghỉ dưỡng là cực kỳ ok ha, đầu tư sinh lời cũng được nha quý anh chị. Rồi anh chị nào mà thích lô này thì liên hệ cho em nha. Sẵn đây em cũng xin nói thêm là anh chị nào mà có đất hoặc nhà cần bán thì liên hệ em ra bán phụ quý anh chị. À.